Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh B Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi lại về thêm một cái đầu giải mã đến từ hãng Cambridge Audio. Cái đầu giải mã này thì cái size nó rất là lớn nha quý vị. Dasma Grip 1 nha quý vị. Model của nó là Dasma Grip 1. Đang còn nguyên thùng nè quý vị. Rất là đẹp nha, còn nguyên thùng. Rồi quý vị thấy chưa? Còn catalog luôn mà thùng của nó nè. Bi tháo ra. Màu đen nha. Bây giờ sẽ quay cận cảnh cái Cambridge Dasma Grip 1 quý vị xem. Size của nó là size 43 nha quý vị. Size 43. Nó có cổng optical và giải mã của nó là cổng optical và hai cổng đồng trục Mỹ nha quý vị. Đi bật nguồn đây rồi đúng quý vị. Điện của nó là nguồn điện 120 nha. Cambridge Audio là một thương hiệu đến từ Anh. Đi bán rất là nhiều của Cambridge đúng quý vị. Nó có thêm cái cổng Balance nữa nè quý vị. Ngoài cái cổng RCA ra thì có cổng Balance. Bi đang dùng tí là bi test nhạc cái cổng optical luôn nè. Cổng là cổng đồng trục Mỹ đó quý vị. Điện 120 nha. Size này size lớn nè. Ít có con nào có size lớn như vậy. À xin lỗi nhầm, điện của nó là 220 nha quý vị. 220, bi nhầm. Chứ không phải là hàng này hàng xuất châu Âu, chứ không phải là điện 120, không phải xuất Mỹ nha. Nên là nguồn điện 220 rất là tiện nha quý vị. Nên khỏi là sợ bị cháy nha. Khỏi sợ bị cháy. Rất là đẹp nha quý vị. Tuyệt đẹp luôn. Nè quý vị nhìn nè. Còn thùng thì rất là đẹp luôn nè. Không có một vết trầy xước gì hết chứ. Rất là đẹp, file rất là. Nhìn rất là sang. Size 43. Những cái con với cái giá, mức giá tí thì Bi sẽ công bố mức giá. Những cái con mà cái size giá thấp thấp bình dân thì ít có cái con nào cái size bự như vậy đúng quý vị. Bi bán ít có. Toàn những con size lớn thì toàn tầm mười mấy, hai mươi mấy không à. Và bây giờ Bi sẽ công bố cái mức giá con Dasma Grip 1 đến từ hãng Cambridge Audio này với mức giá là 7.500.000. 7.500.000 nha quý vị. Có một con, Bi về được một con Grip 1 này thôi. Quý vị nhớ alo cho Bi nha, size lớn. Người Việt Nam mình thì rất là thích size lớn. Cái này thì để chung với âm ly thì nó không có bị lẻ size, có nghĩa là nó đồng bộ hơn. Ai thích to thì nhớ alo cho mình, 7.500.000. Rất là đẹp nha, tuyệt đẹp luôn. Và bây giờ Bi sẽ thử nhạc qua cổng optical. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Và quý vị cũng đừng quên, bên mình vẫn bán USB với dung lượng 128GB 800.000. Nhạc bên mình là nhạc lossless chất lượng cao, ổ cứng 1000GB, Bi bán 2 triệu nha quý vị. Rồi, bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc. Tôi kể người nghe đời lắm ba điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làm như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, điệp cùng lan chung bước cuối nẻo đường đi. Đôi bóng hẹn mùa thi lang khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lang khẽ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình.
đẹp ơi lãng cách tóc quên đời vì đã chứng minh khi đời tan vỡ làm đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây mộng gia đình ai nào biết cho ai đời quá chua cay duyên đành lỡ chôn từ đây vui chôn từ đây lỡ một cung đàn phải chăng tình đời là vòng dây oan trai nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau nàng sống mà tim như đã chết riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn thương thay cho nàng buồn xa nhân thế nấu cơn thưa tử xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ làn đau buồn quá khi hay điệp đã đi xây mộng gia đình ai nào biết cho ai đời quá chua cay duyên đành lỡ cũng vui chôn từ đây vui chôn từ đây lỡ một cung đàn phải chăng tình đời là vòng dây oan trai nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau sống mà tim như đã chết riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn thương thay cho nàng buồn xa